Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người trở lại với kênh YouTube của mình. Tiếp tục quay lại với cái content Sword Builder. Và trong video ngày hôm nay sẽ là một câu lạc bộ rất là tâm huyết. Đây là câu lạc bộ yêu thích nhất trong làng bóng đá của mình. Có rất là nhiều anh em yêu cầu mình xây dựng câu lạc bộ Chelsea rồi, nhưng mà mãi tới ngày hôm nay thì mình mới có cơ hội để xây dựng câu lạc bộ này. Trong nội dung video ngày hôm nay thì mình sẽ xây dựng full câu lạc bộ Chelsea với tất cả những nguyên thoại của câu lạc bộ này nha. Trong ngày hôm nay thì sự kiện Retro Star cũng đã nhận được cầu thủ Betterjet. Đây cũng là một cảm hứng để mình có thể thực hiện được cái video này. Và đây là tất cả những cầu thủ của câu lạc bộ Chelsea mình đã thực hiện mua trên chợ với tổng giá trị là hơn 800 triệu coin cho bộ cầu thủ này. Bây giờ thì mình sẽ nhận tất cả những cầu thủ này về, sẽ cùng mọi người xây dựng câu lạc bộ Chelsea gồm tất cả những huyền thoại và xem trong cái trận đấu ngày hôm nay thì câu lạc bộ Chelsea của mình sẽ thể hiện như thế nào trong cái nội dung Sword Builder ngày hôm nay nha. Với cái formation mình lựa chọn cho tất cả những cầu thủ trong kế hoạch của mình sẽ là sơ đồ 4-1-2-1-2 Narao. Với sơ đồ này thì sẽ có những vị trí CM và CDM. Vì trước khi thực hiện một video Sword Builder kiểu như thế này thì mình đã thực hiện lên ý tưởng cũng như là xây dựng rất là nhiều lần trên FIFA Render rồi. Và đưa ra cái kết quả cuối cùng thì mình sẽ lựa chọn sơ đồ này. Và đây là tất cả huyền thoại của câu lạc bộ Chelsea trong cái video này, gồm có những cầu thủ như là Makelele, có cả Didier Drogba, Van Lambert và có cả Michael Ballack. Tất cả những cầu thủ này đều rất là chất lượng. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện cái việc xây team nha. Vị trí đầu tiên mình lựa chọn sẽ là cầu thủ ACN. Nếu như anh em đã biết thì ACN là Hoàng đã tặng vị trí CDM, nhưng trong cái sự kiện Save Chapter thì cầu thủ này vào vị trí RB, một vị trí khá là lạ lẫm. Nhưng hiện tại thì vị trí này cũng có rất là ít lựa chọn cho cái sơ đồ câu lạc bộ Chelsea. Ở vị trí trung vệ sẽ là Ricardo Cavanho và vị trí đứng trong khung thành sẽ là cảm hứng Betterjet, một sự kiện Retro Star và mình đã nhận được cầu thủ này với mốc over cũng rất là cao, lên tới over 113 và up lên mốc ran đã lên over 118 rồi. Và Betterjet cũng là hiện tại cầu thủ đá chính trong team của mình. Và vị trí đá cặp cùng Ricardo Cavanho sẽ là De Zijli. Cầu thủ này với vị trí là CDM cũng là một cầu thủ trong sự kiện Retro Star. Trong cái phiên bản này của De Zijli trước đó thì cầu thủ này vị trí CB và over 112. Nhưng mà mình đã thực hiện một cái phiên bản mới hơn để có thể trải nghiệm được cầu thủ De Zijli này. Ở vị trí LB chắc chắn sẽ không ai khác ngoài Ashley Cole rồi, một cầu thủ rất là giàu tốc độ ở vị trí LB. CDM sẽ là Makelele, đây cũng là một cầu thủ mà mình trông đợi rất là lâu với giá trị hơn 400 triệu coin cho phiên bản 114 này của Makelele. Ở vị trí hàng tiền vệ sẽ là Michael Ballack với over 109, có cả Van Lambert và cầu thủ Choco. Choco thì thi đấu vị trí LM nhưng mà vì thiếu nhân sự ở những vị trí này thì mình bắt buộc phải sử dụng Choco. Cũng là một cầu thủ trong sự kiện Hall of Legend. Đây là một cầu thủ với chất lượng cũng rất là tốt, một trong những cầu thủ có quả thẻ đẹp nhất mà mình đánh giá tới thời điểm hiện tại của câu lạc bộ Chelsea. Bộ đối tiền đạo bên trên sẽ là Didier Drogba chắc chắn rồi, vô rừng không thể thiếu trong số đối đời của câu lạc bộ này. Và đá cặp cùng vô rừng sẽ là Crespo, một cầu thủ cũng là huyền thoại của câu lạc bộ này với over 109. Cầu thủ người Argentina này với bộ chỉ số cũng rất là mượt này mà. Và đây là tất cả 11 cầu thủ chính trong team câu lạc bộ Chelsea của mình ngày hôm nay. Một cái đội hình nhìn phải nói là thật sự rất là tuyệt vời. Đây là một trong những câu lạc bộ tâm huyết nhất của mình, cũng như là đội hình huyền thoại mình yêu thích nhất. Bây giờ thì mình sẽ nâng luôn cái mốc skill boost của những cầu thủ này lên. Cái mốc hiện tại trong cái acc của mình sẽ là skill boost 15. Vì đây là một cái acc mới và với cái mốc rank cũng rất là thấp. Hy vọng là anh em xem video này sẽ hiểu và trải nghiệm cùng mình trong cái mốc rank này nha. Đây là một trong những cái Sword Builder mà mình thực hiện theo yêu cầu của rất là nhiều anh em. Có rất là nhiều anh em đặt câu hỏi cho mình tại sao là fan của Chelsea nhưng vẫn chưa thấy thực hiện câu lạc bộ này. Thì trong video ngày hôm nay thì hy vọng sẽ gửi tới mọi người một cái video chất lượng nhất. Hy vọng là mọi người đang xem video sẽ có những phút giây giải trí tuyệt vời trong cái Sword Builder, trong một cái video mà đầy tâm huyết của mình. Bây giờ thì anh em mình sẽ cùng xem nhanh qua bộ chỉ số chi tiết của 11 cầu thủ chính trong đội hình ngày hôm nay của câu lạc bộ Chelsea. Đội bóng thành London với vị trí đứng trong khung thành sẽ là Betterjet với skill boost là phản xạ. Cầu thủ này với giá trị cũng rất là cao. Đây là một trong những cầu thủ có giá trị cao nhất đội hình hiện tại luôn, với cái giá trị là hơn 500 triệu coin. Và với cái phiên bản mới này của Betterjet thì đây là một cầu thủ được anh em rất là trông chờ, cao 1m96 và có những skill ẩn rất là tốt cho vị trí thủ thành, một con hàng mà rất là chất lượng ở vị trí này. Ở vị trí RB là cầu thủ mà cái mắc xích yếu nhất trong team ngày hôm nay, đó là Michael Essien. Cầu thủ này với skill boost sẽ là Belen, một cái skill boost rất là tốt cho vị trí RB rồi. Với bộ chân là hai chân đều thuận, chân trái sẽ là 4 và chân phải sẽ là 5 vạch. Skill move là 4/5 sao với chỉ số thể hình là 1m77. Và mình cũng đã up lên cái mốc rank cộng 15 cho over của cầu thủ này, đạt cái con số là 110 rồi. Trong vị trí trung vệ sẽ là Ricardo Cavanho. Đây là một phiên bản Hero và với cái over 112. Với skill boost rất là chất lượng, một con hàng có thể hình 1m83 và skill boost marking.
có rất là nhiều anh em đặt câu hỏi cho mình về chất lượng của Cavajo. Mình khẳng định đây là một con hàng có cái khả năng theo kèm và phòng thủ rất là tốt ở vị trí trung vệ. Nếu anh em cày chay thì có thể lựa chọn Cavajo về vị trí của mình nha. Và ở vị trí đá cặp cùng Cavajo sẽ là De Zijli. Cầu thủ này với vị trí chính thức trong cái sự kiện mới Red Star sẽ là CDM. Nhưng mà với skill boost này cũng như là cái thể hình của De Zijli và với cái chất lượng của cầu thủ này nữa thì mình sẽ ép cầu thủ này vào vị trí trung vệ. Cầu thủ huyền thoại người Pháp này với thể hình cũng rất là lý tưởng, cao tới 1m85 và over the goal sẽ là 111. Ở vị trí LB chắc chắn sẽ là Ashley Cole rồi. Cầu thủ người Anh này sở hữu skill boost cũng là Berlin, với bộ chân cũng là hai chân đều thuận và thể hình là 1m76. Tốc độ của cầu thủ này cũng tương đồng với cầu thủ ECN sẽ là 145. Với vị trí hàng tiền vệ đầu tiên sẽ là cầu thủ Phan Lambert. Mình sẽ xếp cầu thủ này vào vị trí tiền vệ và đẩy Choco lên vị trí là CAM nha. Trong cái phiên bản này thì Phan Lambert sở hữu skill boost là Vision với thể hình 1m84 và chất lượng của cầu thủ này trong cái quả thẻ mới nhìn cũng rất là cao. Ở vị trí CDM sẽ là cầu thủ Claude Makélélé. Đây là cầu thủ huyền thoại người Pháp với skill boost là Holding. Một trong những cầu thủ có thể hình rất là nhỏ nhưng ở vị trí CDM đã mang về khái niệm là máy quét cũng như là hòn đá tảng, với chất lượng thi đấu rất là cao trong vị trí này. Với thể hình chỉ là 1m74 thôi nè, có một skill ẩn và skill move sẽ là Hell to Hell. Một cầu thủ mà với một cái hình ảnh mà mang tới chúng ta rất là nhiều kỷ niệm trong vị trí CDM này của câu lạc bộ Chelsea. Ở vị trí tiền vệ còn lại sẽ là Michael Ballack. Cầu thủ này cũng với skill boost là Vision, over 109 được nâng lên cái over 110 thôi. Cầu thủ này với cái bộ chân và stamina skill move cũng rất là đẹp, 3 skill ẩn và thể hình 1m88. Đặc biệt Michael Ballack thì với quả thẻ Hall of Legend này thì với cái chất lượng cũng rất là đồng đều, một bộ chỉ số rất là cao cho cầu thủ sở hữu over chỉ là 110 thời điểm hiện tại. Tiếp theo đến vị trí hàng tiền vệ thì mình sẽ sử dụng cầu thủ Choco, huyền thoại người Anh này, vị trí gốc sẽ là LM. Nhưng mà với skill boost cũng như là bộ chỉ số như thế này khá là đẹp cho vị trí tiền vệ hồ câu. Bộ chân là 5-5 này, skill boost sẽ là 4-5 sao. Thể hình là 1m76, gần như là tốt nhất cho vị trí tiền vệ này rồi. Và một lý do nữa là hiện tại trong cái câu lạc bộ Chelsea có khá là ít lựa chọn ở vị trí CAM nữa. Có cầu thủ đó là cầu thủ Chola ở vị trí CF, nhưng mà mình sẽ không lựa chọn cầu thủ đó trong cái squad builder ngày hôm nay. Và bây giờ thì mình sẽ nâng luôn cái mốc rank của cầu thủ Strepo lên cái over 110 nha. Cầu thủ người Argentina này với một cái vẻ ngoài rất là ấn tượng, và đặc biệt là đây cũng là một quả thẻ mới của Hall of Legend nữa. Đó là khiến lý do mình lựa chọn cầu thủ này, mặc dù mình biết có cả cầu thủ Fernando Torres over 110 trong vị trí ST, nhưng mà mình muốn trải nghiệm vị trí này của cầu thủ Repo trong cái squad builder của mình. Và cầu thủ này sở hữu skill boost sẽ là Targetman. Cầu thủ này với bộ chân là hai chân đều thuận nè. Skill move sẽ là 4-5 sao và chỉ số cũng rất là đẹp. Thể hình 1m84 và có 2 skill ẩn. Skill move sẽ là Rolex. Cầu thủ này khi vào game thì có một mái tóc rất là ấn tượng nè. Không khác gì Fernando Torres, một phiên bản mà mình đã làm review trước đó trong cái over 110. Và vị trí cuối cùng trong 11 cầu thủ huyền thoại của câu lạc bộ Chelsea chắc chắn sẽ là vô rừng Didier Drogba, một cầu thủ rất là chất lượng với skill boost finishing, 3 skill ẩn và có cả đánh đầu mạnh, cao 1m89 và giá trị là hơn 180 triệu coin. Cầu thủ này có một phiên bản khác đó là over 114 nhưng mà hiện tại giá trị rất là cao, và với phiên bản đó thì mình cũng đã chơi và trải nghiệm rất là nhiều rồi. Trong cái quả thẻ Hall of Legend này thì đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm vô rừng over 112 này mà. Và đó là tất cả những chỉ số của 11 cầu thủ đá chính trong cái video của mình. Bây giờ thì anh em mình sẽ tới cái phần cài đặt cuối cùng, đó là sẽ chọn cái logo câu lạc bộ Chelsea cùng với đó là bộ đấu của câu lạc bộ này. Và trước khi bước vào trận đấu head to head ngày hôm nay để cùng mình trải nghiệm đội hình huyền thoại của câu lạc bộ Chelsea, anh em đừng quên ủng hộ bằng cách là đăng ký kênh, ấn vào cái chuông thông báo bên cạnh để nhận những thông báo mới nhất, ấn like và chia sẻ cái video ủng hộ giúp mình. Và anh em nào có nhu cầu nạp FIFA Boy nguồn an toàn, uy tín và giá rẻ thì cứ nhắn với mình qua cái số Zalo đang có trên màn hình của tất cả mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ và theo dõi mình. Anh em có bất cứ câu hỏi hoặc thắc mắc gì về tựa game FIFA Mobile vẫn có thể đặt câu hỏi cho mình vào phần bình luận bên dưới. Bây giờ thì anh em mình sẽ vào trận đấu ngày hôm nay. Và đối thủ của mình trong trận đấu này sẽ là đội tuyển quốc gia Bỉ nè, để xem sẽ gồm có những cầu thủ gì nha. Với chất lượng ra sân như thế này thì câu lạc bộ Chelsea nhìn rất là ấn tượng và rất là đẹp mắt. Cầu thủ với bộ ba tấn công bên trên sẽ là Vinicius, Lewandowski và bên cánh phải sẽ là cầu thủ Bernardo Silva. Với tất cả những cầu thủ chất lượng cao hơn trong cái team của mình cũng rất là nhiều. Đó là lý do vì sao trận đấu này câu lạc bộ Chelsea của mình phải đá thận trọng hơn khi đối đầu cùng đội tuyển quốc gia Bỉ. Mặc dù mình được thi đấu trên sân nhà, đây là pha cầm bóng của ECN, bóng đến vị trí của Choco, phần Kỳ Lambert, một pha cướp bóng rất là nhanh của Lewandowski, bóng vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của câu lạc bộ Chelsea. Michael Ballack tiếp tục là một pha phối hợp cùng Phan Lambert. Rất là lâu rồi mới thấy hình ảnh của cả Phan Lambert cũng như là Michael Ballack thi đấu cùng nhau. Đây sẽ là một tình huống phản công cho đội tuyển Bỉ, Lewandowski.
không vượt qua được De Zijli, quá khó, và đây là Bernardo Silva. Những tình huống xử lý skill rất là lắt léo của tiền đạo người Bồ Đào Nha tiếp tục là một tình huống cắt bóng của Ricardo Carvajal. Bóng đến vị trí của Crespo và bước đi rất là nhanh, chọn vị trí rất là tốt của Didier Drogba. Nhưng trong tình huống bóng này lại không vượt qua được Socampo rồi. Tiếp tục là một tình huống phát bóng lên, Rabiot, bóng đến vị trí của cầu thủ Amiro. Có quá nhiều cầu thủ tốc độ trong đội hình của đội tuyển Mỹ đối đầu cùng câu lạc bộ Chelsea. Lại là một tình huống xử lý bóng rất là ấn tượng của Bernardo Silva, và sau đó là một tình huống xử lý skill đẳng cấp của Lewandowski. Van Lambert, bóng đến vị trí của Crespo và Didier Drogba cũng đã di chuyển rồi. Lại là một tình huống đánh đầu đưa bóng về rất là chính xác, rất là tự tin của cầu thủ Virgil van Dijk. Cơ hội đây rồi, một tình huống xử lý bóng rất là fail của thủ thành đội bạn, hình như là Mignolet thì phải. Và đây sẽ là cơ hội dành cho vào rừng trên chấm 11m, một tình huống dứt điểm thẳng của Didier Drogba rất là dễ dàng để có thể hạ gục được thủ thành. Một pha xử lý bóng phải nói là rất là nghiệp dư của Mignolet trong tình huống xử lý bóng của mình, và đã tạo cơ hội dành cho Didier Drogba trên chấm 11m để mở tỷ số trận đấu ngày hôm nay. Một bàn thắng biểu không dành cho vào rừng Didier Drogba. Và với sự tự tin của mình thì Didier Drogba đã chiến thắng trên chấm 11m với một cú dứt điểm thẳng vào người của Mignolet. Để tiếp tục là Vinicius. Với bàn thắng được ghi bởi Didier Drogba, chắc chắn thế trận sẽ được đẩy hơn rất là nhiều trong những phút sắp tới. Để tiếp tục bóng đến vị trí của Choco, Van Lambert, tất cả những cầu thủ của câu lạc bộ Chelsea di chuyển một cách rất là ấn tượng, mang tới một cái cảm giác rất là thú vị dành cho mình. Tiếp tục là Crespo, cú dứt điểm lại không thành công, và đây là tình huống xử lý bóng của vua về nhì Michael Ballack. Quá đẳng cấp và đầy tự tin trong tình huống bóng xử lý này của Michael Ballack, và số áo trên lưng của cầu thủ người Đức này cũng là số áo 13 nè. Một hình ảnh mà gợi nhớ tới hình ảnh của Michael Ballack trong thời kỳ phong độ đỉnh cao trong màu áo của câu lạc bộ Chelsea. Một tình huống cửa lòng rất là mẫu mực mang về bàn nâng tỷ số lên 2-0 dành cho câu lạc bộ Chelsea. Hóa ra đây là một trận đấu dễ dàng dành cho câu lạc bộ thành London rồi, không phải là một trận đấu khó khăn như mà mình đã dự đoán từ đầu trận đấu này. Đã có một tình huống bóng đi hết đường biên rồi, không phải đó là một tình huống phạm lỗi, và đây sẽ là một tình huống đá phạt. Lại là một tình huống xử lý bóng hơi lóng ngóng một tí của đội tuyển quốc gia Bỉ. Đây sẽ là Bastoni, bóng đến vị trí của cầu thủ Rabiot. Tiếp tục là cầu thủ Ronald Koeman. Đây cũng là một phiên bản mới của cầu thủ Koeman với cái sự kiện Hall of Legend và vị trí sẽ là CDM. Cú dứt điểm cuối cùng của Lewandowski cũng không chiến thắng được thủ thành của mình. Và trong tình huống bóng này thì Lewandowski cũng đã rơi vào thế việt vị rồi. Một tình huống xử lý bóng cũng đầy tự tin của đối thủ, nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm cuối cùng lại không được như ý cho lắm. Và đúng lúc này trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc lại hiệp thi đấu đầu tiên rồi. Đội hình câu lạc bộ Chelsea tỏ vẻ rất là chắc chắn trong trận đấu này. Mình sẽ thay đổi vị trí của cầu thủ Michael Ballack cùng cầu thủ Frank Lampard. Cùng với đó là cầu thủ De Zijli sẽ đưa về vị trí CDM và cầu thủ Makelele sẽ kéo về vị trí trung vệ trong hiệp thi đấu thứ hai. Đây sẽ là một vài thay đổi nhỏ nhỏ trong hiệp thi đấu này thôi. Một pha xoay người của Crespo, Didier Drogba cũng đã di chuyển rồi. Một pha phối hợp cực kỳ ăn ý giữa bộ đội tấn công phía bên trên là Crespo cùng Didier Drogba. Một pha chọn vị trí rất là tốt và người chuyền bóng kiến tạo trong tình huống bóng này cũng đầy đẳng cấp. Một tình huống xử lý bóng rất là hay của số 9 Crespo, và đó là hình ảnh mái tóc của Crespo khi vào trận. Một mái tóc dài nhìn rất là lãng tử của cầu thủ người Argentina. Tỷ số đã là 3-0 rồi, phút thứ 52 của trận đấu. Một trận đấu thế trận rất là dễ dàng dành cho câu lạc bộ Chelsea. Một trận đấu mà mang tới một cái cảm hứng, một cái hình ảnh rất là tuyệt vời dành cho câu lạc bộ thành London này. Tiếp tục là Michael Ballack, Didier Drogba. Và lại là những tình huống phối hợp rất là nhịp nhàng giữa những cầu thủ phía bên trên. Một pha xoay người rất là đẹp mắt của Michael Ballack. Những cú chuyền bóng cuối cùng lại không vượt qua được Pavel Nedved. Đây là Vinicius, anh bạn có vẻ đã mất bình tĩnh trong những tình huống xử lý bóng của mình rồi. Đây là Didier Drogba. Một tình huống vào bóng rất là chính xác của Bastoni, Bernardo Silva. Rất là khéo léo, Ronald Koeman, Lewandowski, bóng lại được trả về vị trí và tốc độ của cầu thủ Bernardo Silva. Một pha xử lý skill cực kỳ đẳng cấp của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Đáng tiếc là pha xử lý tiếp theo lại không mang về được hiệu quả cho cái tình huống xử lý bóng vừa rồi. Đây là Didier Drogba, Choco, những tình huống xoay bóng cực kỳ mơ của huyền thoại người Anh. Virgil van Dijk đã có một tình huống phòng ngự cực kỳ bình tĩnh. Đây tiếp tục là cầu thủ Makelele, Michael Ballack. Lại không vượt qua được Lewandowski, Amiro. Những tình huống tranh chấp rất là quyết liệt trong những phút cuối này. Tiếp tục là Michael Ballack, đây là Didier Drogba. Lại là không vượt qua được hàng hậu vệ áo trắng. Tiếp tục là những tình huống xử lý bóng rất là nhanh của đội tuyển Bỉ. Đây là tốc độ của Amiro, bóng đến vị trí của cầu thủ Ronald Koeman. Ronald Koeman đã ăn dần rất là cao trong tình huống bóng này.
và cú sửa lòng lại rất khó để có thể mang về được bàn thắng danh dự dành cho đội tuyển Bỉ. Đây đã là phút thứ 87 rồi và sẽ là một tình huống đá phạt cố định. Bavan Nedved không chiến thắng được cầu thủ thì Kaduka Vanho rất là chắc chắn trong vị trí hàng thủ. Đây tiếp tục là Didier Drogba, Ashley Cole lại không thành công rồi. De Zijli đã có mặt đúng vị trí và đây là một tình huống bước đi của Michael Ballack. Đáng tiếc là trong tình huống phản công cuối cùng lại không kịp thời gian. Và đó là tất cả những gì mà câu lạc bộ Chelsea đã thể hiện trong trận đấu cực kỳ khó khăn này, với một chiến thắng cách biệt lên tới 3 bàn và không có bàn thắng danh dự dành cho đội tuyển Bỉ. Với cú đúp bàn thắng của Didier Drogba và bàn còn lại là của Michael Ballack với tỷ lệ kiểm soát bóng là 52%. Một trận đấu mà cả ba tuyến đã thể hiện vai trò cũng như là chất lượng rất là cao trong cái squad builder của mình. Và đó cũng là tất cả những gì có trong cái squad builder câu lạc bộ Chelsea, một câu lạc bộ mình yêu thích nhất cũng như là một cái video squad builder tâm huyết nhất mà mình dành cho cái video này. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video đến đây cùng mình. Bây giờ thì anh em có thể ngắm lại video của câu lạc bộ Chelsea một lần nữa và đưa ra cái thang chấm điểm từ 1 tới 10 cho đội hình huyền thoại của câu lạc bộ này nha. Và anh em muốn xem được câu lạc bộ nào tiếp theo được xây dựng cũng như là đội tuyển quốc gia nào thì anh em có thể gợi ý cho mình vào phần bình luận bên dưới. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa đã xem hết video. Nhớ ấn đăng ký kênh và chia sẻ cái video ủng hộ giúp mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong một cái video tiếp theo trên kênh. Is it you and only? Is it you and only?